Đường Huấn Luyện kính chào quý vị, lúc này đang là 10 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 2017 và chúng tôi đang sắp xếp hai bức hành phi cao 81 và dài 2m6 rồi chuẩn bị chuyển đi Hải Phòng. Thì đây là bốn chữ Ngũ Phúc Lâm Môn. Ngũ Phúc Lâm Môn tức là Phú Quý Thọ Khang Ninh. Và cái này làm bằng gỗ vụ với cái phần khung rất là cầu kỳ, và bên trong nền là nền gấm chữ vạn tượng trưng cho vạn sự như ý, và các cái hoa lá ở trong là tùng cúc trúc mai tượng trưng cho tứ quý bình an. Thì đây là các bác ấy làm để cung tiến vào một cái đình và có hai cái bức hoành phi, một bên là Ngũ Phúc Lâm Môn và một bên là Ẩm Hà Tư Nguyên, đều là những chữ rất là hay. Và đây là đang sắp xếp lên xe, thì quý vị nhìn thấy đây là cao 81 và dài 2m6, cái rất là lớn. Em chẳng vào đi. Và xin quý vị có nhu cầu cần thêm thông tin cũng như là định đặt hàng thì liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984 666 999, hoặc là số Viber Zalo của tôi là 0967 666 111. Cùng với ngày hôm nay cùng chuyển đi với Huấn Thư, tôi có chuyển cái kệ tivi mà mới hôm qua tôi quay cho cậu khách Hải Phòng, chợ đổ Hải Phòng. Thì đây cái kệ tivi của bác ấy là với cái hồi là dày 3 phân luôn và mặt là 2 phân đậu. Chân cái hàng này có 1m8 nhân với 60 mà vừa rồi hai người kiêng lắc lè. Vừa rồi quý vị mới nhìn thấy một chiếc, còn bây giờ còn một chiếc nữa ở trong này. Chiếc này là Ẩm Hà Tư Nguyên đấy, đang để là đang bị lộn ngược. Xin tạm biệt quý vị tại đây.